ca sĩ ta ra mau lại đây. Anh chịu khó nằm lên cái bàn này đọc sách giùm tôi nha người bạn dễ chịu ơi. Tôi có việc cần lấy lại cái ghế anh đang ngồi. Cứ lấy ghế đi, nằm đọc sách tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Ôi thần linh ơi, ông đang âm mưu làm chuyện gì đó? Đừng tiến hành bất kỳ thí nghiệm nào trên người của tôi nha. Bơ người ta, có ai không? Cứu với, cảnh sát ơi. Ôi Gashitaram, hãy bình tĩnh đi. Tôi đảm bảo anh sẽ không thể từ chối những mũi tim đầy màu sắc này đâu. Và rồi anh sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định ngày hôm nay đó. Tôi sắp sửa biến anh trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, quyền lực nhất thế giới. Đừng chích tôi mà, tôi không muốn trở thành chuột bạch cho mấy cái thí nghiệm dớ dẫn của ông đâu. Làm ơn thả tôi ra đi. Ông thần linh ơi, tiến sĩ Chatka, sao lâu quá vậy? Tôi muốn trở thành người đàn ông mạnh mẽ và quyền lực nhất thế giới này. Ông cũng đã hứa sẽ ưu tiên giúp tôi, không được nhường cho người khác đâu nha. Tôi sẵn sàng rồi, mau chích tôi đi. Gashitaram, sao anh có thể trở thành người đàn ông mạnh mẽ quyền lực nhất thế giới được hả? Anh mau kể tôi nghe coi. Ôi thần linh ơi, tiến sĩ Chatka, ông chích thuốc cho tôi nhanh lên. Nếu không Mutu sẽ kéo tôi ra khỏi bàn này, rồi tự nằm xuống luôn đó. Tôi không chịu đâu, tôi muốn mạnh mẽ hơn Mutu mà. Nè người anh em à, bình tĩnh. Ít nhất cũng phải cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây chứ. Sao ông lại thả tôi ra vậy tiến sĩ? Làm ơn chích cho tôi đi mà. Ôi Mutu, người bạn dũng cảm của tôi ơi, anh có thấy những mũi tim sặc sỡ tôi để ở đây nãy giờ không? Bất cứ ai được tôi chích thuốc này vào cơ thể sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ và quyền lực nhất trên thế giới chúng ta. Tiến sĩ Chaka, tôi muốn trở thành người đàn ông tuyệt vời như ông vừa mới nói. Không được, ông đã hứa với tôi trước rồi mà. Tôi sẽ không rời khỏi cái bàn này đâu. Nếu như anh vẫn không tự nguyện bước xuống thì tôi chỉ còn cách là ra tay với anh mà thôi Gashitaram. Tiến sĩ Chaka, đừng tiêm thuốc mạnh mẽ cho anh ta. Cô tôi khỏe như trâu rồi. Được rồi. Mutu, anh lúc nào cũng bị chiêu khích tướng của bọn họ dụ dỗ hết. Bây giờ vẫn còn kịp nè, mau rời xa mấy mũi tim đó đi. Sao vậy? Tôi muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và quyền lực mà. Tiến sĩ Chaka, trước khi Gashitaram quay trở lại, ông tranh thủ tim cho tôi đi. Nhanh lên ha. Tiến sĩ Chaka, ông lại ưu tiên chích cho Mutu có đúng không? Nhìn đi, thí nghiệm của tôi thành công mỹ mãn rồi kìa, không thể tin được. Xin chúc mừng tiến sĩ Chaka, ông là nhà khoa học vĩ đại. Mutu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh vậy hả? Anh thấy cơ thể mình bình thường chứ? Không cần lo đâu, tôi ổn mà. Bây giờ tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút. Tạm biệt nha. Ôi thần linh ơi, anh ấy đi đâu rồi? Tiến sĩ Chaka, chúng ta phải đuổi theo Mutu, nhanh lên. Mutu, quay lại đây, Mutu. Không ổn đâu, chúng tôi phải làm cho anh trở lại bình thường. Botlu, tôi thấy vậy cũng vui mà. Giống như có một biển năng lượng đang tuôn trào trong cơ thể của tôi vậy đó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình khỏe mạnh giống như lúc này. Mutu, quay lại với tôi đi, mình phải về phòng thí nghiệm, nhanh lên. Ôi thần linh ơi. Ôi Mutu, người bạn khổng lồ của tôi ơi, làm ơn rời khỏi chiếc xe giùm tôi đi mà. Đứng lại, dân chạch pháp luật và công lý, xin thề với tổ quốc thân thương. Mutu Botlu, hai anh đang ở đâu? Mau bắt John lại giùm tôi đi. Tên John kia, dừng lại chưa? Tôi kêu gào sắp tắt tiếng luôn rồi đây nè. Cái gì ghê vậy mấy đứa? Cái thứ ghê đó chính là mô tô đây. Đây là đỉnh ngọn núi mà. Sao hắn lại bỏ ta ở đây hả?
ta là một tội phạm vừa ăn trộm vừa cướp bóc. Nếu như ngươi muốn trừng phạt cả ba bọn ta thì phải giao bọn ta cho cảnh sát chứ. Thà ta vào tù còn hơn ở đây. Cảnh sát ơi, cảnh sát ơi. Tôi thấy mấy người phù hợp ở đây hơn đó. Không nói nhiều nữa. Tên tôi là Jin Gum. Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Jin Gum này. Không một ai hết. Ê, ngươi bớt độc thoại lại giùm ta. Trước khi tên mô tô khổng lồ đã quay trở lại đây, hãy đưa ta vào tù. Ta muốn được vào tù. Sao mô tô lại trở nên to lớn và mạnh mẽ như vậy? Ai biết tại sao không? Ta cũng muốn có được sức mạnh đó. Ai biết chỉ giùm coi. Ta cảm ơn. Đại ca giỏi thiệt nha. Nói cái gì cũng giống y như thơ. Quên vụ thơ ca đi. Nghĩ cách giúp ta trở thành khổng lồ. Đại ca ơi, trong thị trấn này ngoài tiến sĩ Jacka thì không ai tài giỏi nữa. Ý ngươi là sao chứ? Ta không tài giỏi à? Thôi ngậm miệng lại đi. Đại ca bớt giận. Ý nó nói là tiến sĩ Jacka có một loại thuốc giúp cho mô tô biến thành khổng lồ. Ta hiểu rồi. Giờ chỉ cần tới phòng thí nghiệm và ăn cắp loại thuốc đó là được. Sau đó ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ và quyền lực như mô tô vậy. Hai đứa nói nhỏ nghe nè. Nghe đại ca. Dạ em biết rồi. Nhớ gửi vô đây cho hai đứa em mấy món đặc sản ở nhà nha. Đúng rồi đó. Thêm mấy bịch me ngào đường kế tủ lạnh nữa. Ở đây tụi em khỏe lắm. Nhàn hạ. Dạ, dạ rồi. Dạ. John đi đâu mất rồi? Thưa sếp, đại ca đang ở nhà đó sếp. Anh ta trốn bằng cách nào chứ? Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Jin Gum này. Không một ai hết. Nhưng đại ca có thể làm được tất cả, kể cả những chuyện khó hơn. Cảnh sát trưởng à, biệt danh của đại ca là John bất bại mà. Không ai vượt qua được đâu. Mất tiêu rồi. Jin Gum ơi, trên thế giới này không có nhà tù nào đủ sức giam giữ được ta. Nhớ kỹ, ta là John bất bại. Là Jin Gum cũng vậy thôi. Phải công nhận anh hay thiệt nha. Chửi mà y như làm thơ vậy. Đứng lại, mở cửa ra cho tôi. Cảnh sát đâu? Ta đoán đây là những mũi tiêm thần kỳ đã làm cho mô tu trở nên mạnh mẽ và quyền lực. Không thể chờ được nữa, chích vô hết cho ta. Đại ca bây giờ, đại ca mau ra ngoài đánh bại mô tô đi. Trước tiên ta phải xử lý hai đứa đàn em láo sụt. Các ngươi chích lên người ta đau đớn giống như là mượn cơ hội trả thù vậy đó. Không thể tha thứ được nữa. Bánh nè. Mô tô cho tôi hỏi cái. Anh sắp no như vậy. Tôi mệt lắm rồi đó. Không còn sức làm bánh nữa đâu. Ông bán trời ơi, tôi đói bụng quá. Thần linh ơi, có khi nào anh không đói đâu chứ? Trốn đi đâu rồi? Mô tô đâu ra đây? Không, tôi nhìn tên John kìa. Tiến sĩ Jacka, chắc John đã lén vào phòng thí nghiệm chích thuốc khổng lồ rồi đó. Sao hôm nay mô tô sẽ không bao giờ cảm thấy đói bụng nữa? Đây cũng là lần cuối cùng hắn được ăn samosa. Vậy cùng chờ xem hôm nay là ngày cuối cùng của ai nha. Có giỏi thì bước qua đây. Bình thường rồi kìa, sao kỳ vậy ta? Mô tô, cuộc vui mới bắt đầu thôi. Hôm nay ta sẽ thanh toán hết mọi nợ nần với ngươi luôn nè. Thần linh ơi, bắt luôn, cứu tôi với. Thì đó một cũng không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trời á. Sáng kiến.
Đây nè Mô Tu, hên là tôi có đem theo ít samosa. Dù thuốc của tiến sĩ Chaka không còn tác dụng, nhưng chắc chắn ăn samosa sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh đó. Quang hô! Hình như thuốc của John cũng hết tác dụng rồi kìa. Mọi người hãy nhìn đi. Rồi sao? Cảnh sát! Cảnh sát ơi! Cảnh sát trưởng! Người tới thật đúng lúc, ta muốn được vào tù. Anh đáng bị pháp luật trừng trị bằng một hình phạt kinh khủng nhất. Và lần này đừng hòng thoát khỏi tay tôi nữa. Sếp có thể dùng cho tụi em trước được không? Tụi này cần một ít phút để thanh lý mấy cái chuyện cá nhân trong nhóm nội bộ. Đừng mà, cảnh sát trưởng, cứ tài giới. Không phải nhiệm vụ của cảnh sát là bắt tội phạm sao? Họ tới bắt ta đi, ăn nỉ đó. Lên nói, con chó nhỏ này đáng thương quá à. Nhìn mặt nó giống như là đang khóc vậy đó. Chắc là nó bị bệnh nên ốm tông teo. Chó nhà ai mà đi lạc tới đây vậy không biết. Không có ai chăm sóc thấy thương ghê. Bách luôn ơi, hay là mình đưa nó tới chỗ tiến sĩ Jacka để chữa trị đi. Chứ nhìn nó nằm ở đây tội quá đi à. Xin chào chó con. Không sao đâu, bọn ta sẽ đưa mày tới chỗ của tiến sĩ Jacka chữa trị nha. Đừng sợ mà chó con ơi, tao và Bách luôn không phải là người xấu đâu mà. Nè chó con à. Thần linh ơi, tên của tôi là Chim Gum. Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cảnh sát trưởng Chim Gum này. Không một ai hết. Thần linh ơi, có xe kìa. Nguy hiểm quá, đừng chạy nữa. Không được, coi chừng đó chó ơi. Dừng lại đi, chó con. Anh nhìn kìa, hai tên đó đang có ý đồ xấu với chú chó con. Phải dạy cho họ một bài học mới được. Đi thôi, chó Hoàng không dễ bắt nạt đâu nha. Tụi mày hiểu lầm tao rồi chó ơi. Ai dám đau quá. Tha cho tụi tao đi mà. Mày còn muốn gì nữa đây hả? Ra hồi nãy tao chỉ muốn ẵm mày lên rồi dẫn mày tới chỗ của tiến sĩ Jacka, bạn của tao, để điều trị. Vậy mà mày lại để cho đồng loại của mày cắn tụi tao. Xin lỗi hai chú. Thần linh ơi, bây giờ mới nói xin lỗi hả? Hình như tôi nghe và hiểu được tiếng con chó này. Đúng vậy đó, tôi cũng vừa mới nghe thấy nó nói xin lỗi hai chúng ta đó Bách Lu. Hai chú có thể nghe thấy ngôn ngữ của con và hiểu được con đang nói gì. Con xin lỗi vì đã làm cho hai chú bị thương nha. Con có thể khóc trước rồi hát xì sao được không vậy hả? Chứ đừng có làm cả hai cùng một lúc vậy chứ. Tại sao con lại khóc vậy hả chó con? Tên của con là Rocky. Vì thân thể ốm yếu và hay bệnh nên chủ nhân đuổi con ra khỏi nhà. Ông ấy nói không muốn để cho bệnh tình của con lây sang những em chó khác. Chủ nhân đã móc gầy gò nhất quyết không cho con sống chung với các em. Nhưng Tommy và Moti là em ruột của con mà. Ông ta đã có một quyết định hoàn toàn sai trái. Rocky, tên của chú là Mô Tu, còn đây là người bạn tốt của chú, Bát Lu. Được rồi, trước tiên chúng ta tới gặp tiến sĩ Jacka để chữa bệnh cho con trước đi hà. Sau đó chú sẽ tìm chủ nhân của con nói chuyện. Vậy đi. Sao kỳ vậy? Bị chúng ta cắn tơi tả mà vẫn bắt giữ chú chó con đó hả? Tôi không thể tha thứ cho bọn họ nữa. Chạy đi. Tại sao hai con chó này cứ đuổi theo chúng ta hoài vậy nè? Tiến sĩ Jacka, sao ông lại chạy ra khỏi phòng thí nghiệm vậy? Có chuyện gì sao? Ca sĩ Taram, tôi mới vừa làm rớt một lọ quá chất xuống sàn. Nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Phải tranh thủ chạy càng xa càng tốt. Nhanh lên. Chú
con tua chú Bách lui vô nhà trước đi, để con ngăn họ lại. Ồ, vậy cảm ơn con rất nhiều nha. Ráng ngăn hai con chó này lại giùm chú đi. Khi nào chúng bỏ đi thì kêu lên một tiếng, hai chú sẽ ra liền nha. Ôi, giờ làm sao đây? Mô tu Bách lui chui vào phòng thí nghiệm rồi kìa. Mô tu đừng vào, Bách lui nguy hiểm lắm đó. Ra ngoài đi, nhanh lên. Dừng lại, Mô tu Bách lui là bạn của tôi, hai anh không được đụng tới họ nữa. Hả? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi này không biết cậu là bậc thầy cung phu, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi tưởng cậu bị ăn hiếp nên mới ra tay với hai người đó. Nể tình đồng loại, đừng tính toán với chúng tôi nha. Tụi này cũng có lòng tốt thôi mà. Lần này tôi tha cho đó. Hai anh mau rời khỏi đây đi. Chú Mô Tô, chú Bách Lu bị sao vậy? Nói đi, là kẻ nào đã hại hai chú đã nông nổi này? Ôi Mô Tô Bách Lu, những người bạn đáng thương của tôi, hai anh vẫn còn sống chứ hả? Ôi thần linh ơi, xem ra lần này họ lành ít dữ nhiều rồi. Tại hai chú cho nên chú Mô Tô, chú Bách Lu mới bị thương có đúng không? Tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Ôi chạy đi, đừng mà, đừng có cắn tôi. Ôi không, cứu với. Ôi nè, không kia đừng cắn họ, họ là bạn của chú đó. Cho con xin lỗi, tại con hiểu lầm hai người là kẻ thù. Tôi xin giới thiệu, chú chó con ốm yếu này tên là Rocky. Từ nhỏ nó đã suy dinh dưỡng và hay bị bệnh, nhờ tiến sĩ khám cho nó giùm tôi nha. Con chó Rocky này dễ thương thiệt. Được rồi, tôi sẽ chữa trị cho cả ba người luôn. Đảm bảo mọi người sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Vô đây. Tới rồi, nhà của con kia kìa. Rocky. Rocky ơi, mấy bữa nay anh đi đâu vậy? Làm tụi em nhớ anh quá chừng luôn à. Anh không được đi nữa nha. Ba anh em mình phải ở bên nhau chứ. Cũng nhờ có hai chú tốt bụng này giúp đỡ anh đó. Xin giới thiệu, đây là chú Mô Tô và chú Bách Lu. Hai chú ơi, đây là các em của con, Tommy và Moti. Chào hai con. Tên đó bốc gầy gò đâu rồi? Kêu hắn ra đây, chú phải cho người này một bài học mới được. Tên gầy gò ở trong nhà kìa chú Mô Tô. Thì ra ông chính là chủ nhân của chó Rocky hả? Sao ông lại nhẫn tâm đuổi nó đi chứ? Tao đã dặn mày đi tìm chỗ khác rồi, đừng về đây nữa. Để tên đám bốc gầy gò đó thấy được thì cậu ta sẽ tiễn mày đi gặp ba mẹ luôn đó. Đi đi. Ông không thể hất hủi vật nuôi của mình như vậy được. Rocky vẫn còn quá nhỏ, tôi muốn thương lượng với ông. Tôi tới vì muốn cảnh cáo với chủ nhân của Rocky. Đừng nghĩ mình mạnh mạng hiếp chó con nhỏ bé cao chưa tới đầu gối nữa. Muốn thể hiện sức mạnh của mình á thì cứ thi đấu trực tiếp với tôi là được rồi. Nếu như tôi giành chiến thắng á thì Rocky sẽ ở lại nhà này. Còn nếu tôi thua thì tôi sẽ chăm sóc nó. Muốn sao cũng được. Chủ nhân của căn nhà này tính tình vô cùng hiếu thắng nên luôn chấp nhận mọi lời thách thức. Sáng mai không gặp không về. Mình nên quên trận đấu này rồi đi về đi chú ơi. Chủ nhân của con là một người vô cùng nguy hiểm. Rocky ơi, chú còn nguy hiểm hơn hắn ta rất nhiều đó. Không cần lo cho chú đâu. Được rồi, hai đấu sĩ hãy tập trung nghe tôi nói đây. Tuyệt đối không được phép gian lận, có nghe chưa? Ha, cảnh sát trưởng, chờ chút ơi, chắc là cậu đám bốc kệ gọi sắp tới rồi. Gì chứ? Sao? Ông không phải là tên đám bốc gầy gò hả? Vậy rốt cuộc ai mới là chủ nhân của Rocky? Là tôi. Tôi chính là tay đám bốc gầy gò đây. Mô Tô, hay là cho dừng trận đấu này lại đi. Tụi mình đem Rocky về nhà tự nuôi cũng được mà. Không đâu Bách Lu, trận đấu này đại diện cho điều đúng đắn và sự sai trái. Tôi không thể bỏ cuộc được, phải giành lại quyền lợi hợp pháp cho Rocky chứ. Hả? Thì ra anh chính là người thách thức tôi hả? Vậy thì đấu đi. Còn anh đó là một tên lừa gạt. Anh cố tình lấy tên là tay đấm bốc gầy gò để khiến cho mọi người hiểu lầm chứ gì. Rồi họ thách đấu với anh, làm công cụ cho anh tập luyện. Ngoài ra anh còn là một chủ nhân nuôi chó tàn nhẫn nữa chứ. Cũng tại anh á mà gia đình ba anh em của Rocky mới bị chia cắt như vậy. Nếu như thấy nó ốm yếu thì anh phải chữa bệnh cho nó mới đúng chứ. Hết giờ lảm nhảm rồi. Tôi muốn bắt đầu trận đấu ngay bây giờ. Được thôi, bắt đầu. Không ai được phép xen vào cuộc chiến giữa Mô Tô và tôi. Thần linh ơi, người thi đấu với anh là Mô Tô chứ đâu phải là tôi đâu.
Tôi sẽ thay mặt thần linh tống tiễn anh lên thiên đàng. Mô tô hoang sa mô sa lấy lại sức đi, tôi thảy vô trong nha. Đừng bắt đâu ơi, hôm nay tôi không muốn nhờ sức mạnh của sa mô sa. Trận đấu này tượng trưng cho sự đúng đắn hoặc là điều sai trái. Tôi phải giành chiến thắng bằng chính năng lực của mình á. Tôi không có sợ đâu nha, cứ xoay nhanh nữa đi để coi anh cố được mấy vòng nữa ha. Cái tên gầy gò lêu lêu. Sao lại chậm vậy chứ? Chậm quá đi. Mô Tu là người chiến thắng. Mô Tu, anh đúng là người đàn ông dũng cảm. Anh đã nói không sai. Đây là cuộc chiến chống lại việc làm sai trái. Và chiến thắng luôn luôn thuộc về những người sống đúng đắn như anh. Tôi hứa sẽ không bao giờ tách rời Rocky ra khỏi gia đình của nó nữa. Cảm ơn anh bạn rất nhiều ha. Chào nha nhóc. Cảm ơn chú Mô Tu và chú Bách Lu đã giúp con đoàn tụ với gia đình mình. Ôi thần linh ơi, tiến sĩ Jessica phải cẩn thận hơn chứ. Mỗi lần tập trung nghiên cứu là ông không chịu để ý gì hết. Giờ đổ bể hết rồi nè. Đừng giận nữa Gacitaram, tôi xin lỗi nha. Xin tiến sĩ Jessica ơi. Sao không thấy ai ở trong này hết trơn vậy nè? Mô Tu, trên ghế có mấy cái bao tải kìa. Không biết lần này tiến sĩ lại thí nghiệm cái gì nữa đây. Ôi thần linh ơi, ai quăng vậy hả? Ôi thần linh ơi, cái lưng của tôi muốn gãy luôn rồi nè. Mô Tu Bách Lu bạn của tôi, các anh tới đây làm cái gì vậy hả? Ôi thần linh ơi, bàn chân của tôi. Mô Tu, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Nếu như cần gì thì cứ việc nói ra. Tiến sĩ Chaka ơi, trận bóng gậy sắp diễn ra rồi. Lâu quá tôi chưa được xem. Định mượn ông cái tivi về nhà coi nè. Cho tôi mượn cái to nhất nha. Màn hình càng rõ nét càng tốt. Hoạt động bằng pin, phòng khi bị cúp điện vẫn coi được. Tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ ợt hả? Tôi có sẵn tivi hoạt động bằng pin để trong phòng thí nghiệm đây. Nó gắn liền với sợi dây anten dài thòng lòng này nè. Khi nào hình ảnh trên tivi không được rõ nét, anh cứ việc tiếp tục đẩy anten lên cao thì nó sẽ tự động điều chỉnh hả? Ôi thần linh ơi, hình như tôi ngửi thấy mùi trái khét thì phải. Tiến sĩ Jacka, công nhận tivi này nhìn rõ nét thiệt đó. Lâu rồi mới coi được trực tiếp á, thích ghê luôn. Mấy người kia, xuống đất đi rồi coi. Lỡ con cái chúng tôi thấy rồi kiện coi bóng gậy thì sao? Tôi biết lấy đâu ra tivi cho tụi nó coi đây. Giữ cái tivi cho chắc nha, không được để nó bị bể đó nghe chưa? Cố nè. Rồi đây nè, làm sao lấy sợi anten ra khỏi cái xe đây? Hết hồn
tưởng sập quán rồi chứ. Lần này lại đi gì tới đây vậy? Không phải xe máy hay xe hơi rồi? Không lẽ đáp trực thăng xuống hả? Thôi đừng có thắc mắc nữa, cho chúng tôi bình trà với mấy dĩa samosa là được rồi. Hôm nay tụi tôi sẽ ngồi đây xem hết trận đấu. Ôi. Cái gì nữa đây thần linh ơi? Ôi thần linh ơi, mau lấy dây anten ra khỏi xe tải ngay. Nếu như dây bị đứt thì chúng ta sẽ không xem bóng gậy được nữa. Nhanh lên. Dừng xe lại. Leo lên đi. Mấy người này nghĩ cái gì mà leo lên xe cứu hỏa chơi vậy không biết nữa. Hôm nay mình sẽ dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời, để đám người quậy phá này biết xe cứu hỏa nguy hiểm tới cỡ nào. Cho chừa cái thật leo trèo quậy phá, ở trên đó tận hưởng đi nha. Wow, trên này bắt tín hiệu tốt quá, mọi người cứ đứng đây xem cũng được. Sao không nghe tiếng bọn họ la hét nữa ta? Chiều này vẫn còn nhẹ nhàng với bọn họ lắm. Gió nào đã đưa bốn người bạn chí cốt của John tới đây vậy? Moto, Patlu, Chaka, Gashitaram, dạo này các ngươi có bị đau ốm gì không hả? Đại ca lợi hại thiệt, hỏi thăm như trụ chết người ta vậy, đúng không số 2? Đừng có nói nhảm nữa, mau chăm sóc khách quý của ta kìa, hai đứa ngốc. Khách quý ơi, anh uống nước gì nào? Uống nước lạnh hay nước ấm? Có nhiều loại lắm, trà nè, hay cà phê? Ta nói chăm sóc khách quý có nghĩa là tìm cách đuổi bọn chúng đi cho khuất mắt ta đó, hiểu chưa hả? Làm sao tôi mới có thể xem được trận đấu bóng gậy tử tế đây? Cho ta xin lỗi nha, ta đâu biết là các ngươi đang tìm chỗ xem trận đấu bóng gậy chứ. Với lại ở giữa rừng thì làm sao có tivi, rồi lấy điện đâu ra mà cắm? Bây giờ chúng tôi chỉ cần một chỗ ngồi yên tĩnh để coi thôi hả? Ngoài ra thì không cần thêm bất kỳ điều gì nữa, thiệt đó. Vậy thì ngồi đi, nhưng cho ta coi với. Thú thật với các ngươi, ta cũng rất muốn xem trận đấu bóng gậy ngày hôm nay. Số 1, số 2, nghe lệnh, phải chăm sóc khách quý của ta cho thật chu đáo. Giống như gà không có lòng đỏ vậy. Đầu óc của các ngươi cũng không hề có não. Lúc ta muốn đánh thì các ngươi đi tiếp khách, còn lúc ta kêu tiếp khách thì các ngươi lại chọc cho ta nổi giận. Kể từ giờ, bốn người này chính là khách quý của ta. Mau đem trà và bánh ra phục vụ bọn họ. Ôi John thân mến, anh có thể cầm cái anten này rồi đặt nó ở chỗ nào đó trên cao được không vậy? Chỉ cần đặt anten ở chỗ càng cao thì hình ảnh trận đấu bóng gậy càng rõ ràng hơn. Ông gọi ta là John thân mến hả? Ta là John thân mến có đúng không hả? Cảm ơn tiến sĩ, ta sẽ dùng tới cái thang đặc biệt khi đi ăn trộm của mình để đưa cái anten lên chỗ cao nhất luôn. Đã tới lúc John hành động rồi. Chỉ cần một cái thang này thôi là đủ bắt được tín hiệu cho mọi người coi. Tuyệt vời. Không cần lên nữa đâu rồi anh em ơi. Hình ảnh trận đấu rõ ràng lắm rồi. Nhờ John của chúng ta đó. Ngươi vừa mới gọi ta là người anh em hả? Nếu như anh chấp nhận từ bỏ việc trộm cắp và cướp bóc thì chúng tôi sẽ gọi anh là người anh em mỗi không ngày. Được. Được chứ? Không thể nào bỏ chuyện trộm cướp và cướp bóc. Đó chính là định mệnh của ta rồi. Đó là niềm đam mê cả đời của John, là tình yêu duy nhất. Tại anh nên tụi tôi mới bị như vậy nè. Ôi
tuyệt vời, đội xanh của chúng tôi sẽ chiến thắng. Mọi người có thấy hay không vậy hả? Cú đánh hồi nãy bóng bay đẹp dữ lắm. Trong thời gian chờ đợi chiếu hết quảng cáo á, thì tại sao chúng ta không kiếm cái gì đó ăn lót dạ đi ha? Anh biết ở đây cách mặt đất bao nhiêu km hay không hả? Hiện giờ mọi người đang có mặt trên nóc một cái máy bay giữa bầu trời như vậy nè, thì làm sao có người bán đồ ăn được chứ? Vậy để tôi đi hỏi mấy người tiếp viên hàng không thử coi sao, xem họ có thể cho chúng ta xin chút trà và samosa không. Trời ơi, xin chào, cho tôi hỏi chút. Xin chào cô tiếp viên, làm phiền cô chuẩn bị cho tôi 7 ly trà, nếu được thì chiên thêm 7 dĩa bánh samosa nữa nha, chuyển tất cả lên nóc máy bay giùm tôi, được chứ? Tôi chuẩn bị liền. Cảm ơn nhiều. Gì chứ? Cơ trưởng ơi, có chuyện rồi. Cơ trưởng. Chuyện gì mà cô lo lắng quá vậy? Tôi vừa nhận được yêu cầu phục vụ trà và đồ ăn nhẹ cho 7 người ở trên nóc máy bay. Thì cứ phục vụ đi, còn hỏi tôi làm cái gì nữa? 7 người ở trên nóc máy bay đó, họ đang ở bên ngoài chứ không phải là khách thường đâu cơ trưởng. Chắc là ai đó giỡn với cô đó, không cần phải lo lắng. Được rồi, quay về làm việc đi tiếp viên à. Hay quá, thấy không bác luôn, cô đánh đẹp mắt nhất hôm nay. Mọi người ơi, trên kia có chiếu trận bóng gậy kìa, đi thôi, đem truyền hình trực tiếp luôn đó. Đi thôi. Hay quá. Ôi, quá. Ơi, nhìn kìa. Hay quá. Cơ trưởng ơi, hầu hết mấy khách nam đều chuyển lên nóc máy bay hết rồi, họ còn yêu cầu phục vụ thêm trà bánh nữa chứ. Thì cứ phục vụ đi, nãy giờ tôi đâu phản đối chuyện này. Tôi thấy hôm nay cô giỡn hơi lố rồi đó, tôi không thích bị làm phiền, đừng quấy rầy tôi nữa. Khách yêu cầu thì cứ phục vụ cho tôi, vậy thôi. Hành khách đâu hết rồi? Hồi nãy nhiều lắm mà. Tất cả mọi người đều lên nóc máy bay coi trực tiếp trận bóng gãy hết rồi. Cái gì? Làm sao có chuyện đó được chứ? Tôi yêu cầu trong vòng một phút nữa tất cả phải về lại chỗ ngồi, nếu không tôi lật ngược máy bay đó. Sao mới đây mà trận đấu kết thúc nhanh quá vậy nè, có lộn không? Tự nhiên đám người này chiếm sân thi đấu thì sao cầu thủ đi tiếp được chứ? Bọn họ là ai mà vô duyên dữ thần? Sao nhìn giống chúng ta quá vậy? Lôi bọn họ ra ngoài. Tại mấy người mà chúng tôi không được thi đấu nè. Ôi thần linh ơi, tại tụi mình mà trận đấu bị ngưng lại kìa. Chúng ta là tội đồ của cả nước luôn rồi. Phải làm sao bây giờ hả? Mau chạy đi. Chạy bộ, chạy bộ.